một.한국에서 가장 큰 섬은 뭐예요? 나 그게 다 수장 한국에서 가장 큰 섬, làm gì làm gì nó đang hỏi là làm. cái gọi là cái gì, cái mà đảo lớn nhất ở Hàn Quốc là đảo gì đúng không? Đây, không nghe được đoạn đấy à, nghe lại nhá. Tại lúc đấy có Sơn bồi đấy, làm. Hàn Quốc có Hà Giang cái đảo lớn nhất của Hàn Đảo Quốc lớn nhất là gì? Jeju-do예요. Chế Là đảo Jeju ạ. 그리고 한국에서 가장 유명한 관광지예요. Là và là một địa điểm dụ địa điểm nổi tiếng. địa điểm du lịch nổi tiếng đúng không? Vâng. Vậy thì chọn cái mấy, chọn đúng hay sai? Hai. Sai à? Sai đúng không, không phải Cổ Tô mà là Jeju Tô đúng không? Chế Thì chú chọn tổ. là phải không? 서울이 세계에서 물가가 가장 비쌀 것 같아요. Nó bảo là gì? Giá giá thành ở nhầm ở Seoul thì giá thành các vật giá cao nhất thế giới, À, có đắt vẻ đắt nhất nhất. thế. Có vẻ đắt nhất thế giới. Aniyo, Không ạ. thấp nhất là cả Thì đấy, có gì? không không đắt hơn đâu. Cái gì? Thọ đâu? Thọ phì san nà ra tôi bị sợ. Có nghĩa là có một đất, có đất nước còn đắt hơn cơ. Thọ phì san nà ra tôi bị sợ. Ba. Rồi, vậy số 2 mà thấy đó. Yvonne mà thấy đó. Sai ạ. À, thế là Daegu는 여름에 아주 덥죠? Ở đây thì mùa hè nóng phải không? Ở Daegu mùa Daegu, hè nóng. Hiseo. Xem nào. Xem nào. Thế sinh ra cái Daegu가 한국에서 가장 더운 지역일 것 같아요. Theo Theo như suy nghĩ của bạn này, của của tôi thì tôi. cái chỗ này nó nóng nhất Hàn Quốc thôi ạ. Theo cu là nóng nhất Hàn Quốc đúng không? Bốn. Vậy Sai ạ, thưa lời ạ. à, xin lời ạ. 부여도 문화의 도시죠? Puyado, Mun Hoa, Tô Sĩ, Đó cho. gì là cái Buyo và Gyeongju là đô thị văn hóa phải không? Puyado cũng là cái thành phố văn hóa phải không? Gyeongju처럼 역사적인 건축물을 많이 볼수 있어요. Nó có lịch sử giống như cái Gyeongju. Giống như Kiến Thu cũng có thể nhìn được thấy nhiều cái gì kiến trúc, tòa nhà kiến trúc văn hóa lâu đời đúng không? Đúng ạ. Hai. Rồi cô này là mặt phải không? Mặt trời. Rồi ok, tôi gửi á. Diệp nào, Diệp Si. Nè. Từ đó một gì đó. Luyện. Số 1. Hãy nghe và chọn phương án đúng, sai. Nếu đúng, đánh dấu tròn. Sai, đánh dấu x. Một. 학교에서 집까지 2시간이나 걸려요. Là từ trường đến đến nhà mất 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 tận 2 tiếng ạ. Mất tận 2 tiếng. 그렇게 멀어요? 그렇게 멀어요? Mất thế Kuroke mở vậy đời cũng nghĩa là xa như vậy sao đúng không? Xa như vậy. ta vâng. Tiếp mà. 학교 근처로 이사를 오는 게 좋을 것 같아요. Gì? Gần gần nhà gần trường. 학교 근처에 이사하는 게 좋은 것 같아요. Có nghĩa là chúng ta lên đi, lên chuyển nhà đến gần gần trường. Đến gần trường thì có tốt hơn, có lẽ sẽ tốt hơn. Hai. Vậy chẳng đáp có một đúng hay sai mà thấy không? Mà trời ổ đúng ạ. Thấy không? Kiên 내일 영화 볼래요? Này. Huyên Si, ngày mai bạn định đi xem phim phải không? Ngày mai mẹ có muốn đi xem phim không?
내일은 휴일이어서 사람이 많을 것 같아요. Ngày mai là gì? Vì ngày mai là kỳ kỳ nghỉ á. Nên nên có lẽ sẽ đông có nhiều người. Chắc là sẽ nhiều người. 금요일 저녁에 봐요. 금요일 저녁 là tối thứ 6. Tối thứ 6. Tối thứ 6 xem đi đúng không? 금요일 저녁에 봐요. 맞아요. 이거 맞아요. 뭐 드시겠어요? 아, 뭘 드시겠어요? 뭘 드시겠어요? 뭐 gì? Ăn cái gì? 불고기가 맛있을 것 같아요. 불고기가 맛있? Có lẽ là món bulgogi sẽ ngon. À, một bulgogi chắc là sẽ ngon. 그런데 여기는 1인분에 12,000원이나 하네요. À, thế nhưng là, ở đó thì 12,000 won이 나요? Là vì nhưng ở đây một suất tận 12.000 won cơ à? 12,000 won이 나요? Đắt. 맞아요. 네, 맞아요. 뭔? 뭔네. 유진 씨, 건강은 좀 나아졌어요? 건강. 건강. Là Yun Jin à, dạo này sức khỏe. Sức khỏe bà tốt. À, tốt chứ. À, tốt chứ. Là đấy, nào, là tốt chứ. 네. 전보다 나아졌지만. 아, 전보다 là so. Tốt hơn trước. À, tốt hơn trước đây nhưng mà Bạc에 나가는 건 힘들 것 같아요. Nhưng mà việc bạc에 나가는 건 là việc ra ngoài thì vẫn bị 힘들 것 같아요. Vẫn hơi gì? Khó. À, hơi khó. Bất tiện. Số 2. À, 틀려요. Ok, 잘했어. 틀려요. 다음에 누구야? 아, 주연 씨 들어보세요. 네. Hãy nghe và trả lời câu hỏi. Hoa 씨는 고향이 베트남 어디예요? Hoa là gì? Việt Nam 어디? Bạn, ở đâu? Ở Hoa ở đâu? À, ở đâu Việt Nam đúng không? 제 고향은 호치민이에요. À, quê tôi là. Tôi là Hồ Chí Minh. À, Hồ Chí Minh. 호치민은 베트남의 어느 쪽에 있죠? Hồ Chí Minh ở phía nào của Việt Nam? Việt Nam. 베트남의 남쪽에 있어요. 아, 비지. 아, 베트남, 고 베트남. 아, 베트남, 베트남. 베트남에서 가장 큰 도시이고. 아, 네. 나 thành phố lớn nhất. 나 조금 lớn nhất 베트남. 베트남. 예전에는 이름이 사이공이었어요. 아, 땐 ngày xưa là. Trước thì tên là Saigon. Saigon, đúng không? Saigon. 잠깐 동안 베트남의 수도인 적도 있어요. 아, 잠깐 동안 ý là một thời thì cũng là gì? À, là từng đã từng là thủ đô của Việt Nam. 지금 베트남의 수도는 하노이죠? 아, bây giờ thì thủ đô là... Việt Nam là Hà Nội phải không? À, bây giờ thủ đô là Hà Nội đúng không? 네. 하노이는 과거에 천년 동안 베트남의 수도였어요. Hà Nội đã gì trong quá khứ đã được gì à, 1.000 năm rồi đúng không? 1.000 năm rồi. 천년이 나요? Tận gì? 천년이 천년이 나요? Tận 1.000 năm à? Hà Nội 는 역사가 깊은 도시일 것 같아요. À, Hà Nội có vẻ là gì? Lịch sử lâu đời. À, rồi có vẻ là một cái thành phố có thành lịch sử lâu đời. Số 2. 3. Nâng cao. Số 2. Hãy nghe và trả lời. Rồi, nào. 정답이 뭐예요? 화 씨의 고향을 어디입니까? A, B, C. A. 어, 김민. 화 씨 고향에 대한 설명으로 많은 것을 무엇입니까? Cái phù hợp nhất làm lời giải thích về quê của Hoa là gì? A, B, C. C. Thành phố lớn nhất ở phía Nam. Ở phía Nam. 맞아요. 화 씨 고향의 예전 이름은 무엇입니까? 사이공. 아, 사이공. 사이공이요.
2018. Ok, 잘 됐어. 다음. 아, nghe mà điền vào từ trống. Ừ, thầy cho nghe trước này. 3. Nâng cao. Số 1. Hãy nghe và điền vào chỗ trống. 1. 하 씨는 고향이 베트남 어디예요? 제 고향은 호치민이에요. 호치민은 베트남의 어느 쪽에 있죠? 베트남의 남쪽에 있어요. 베트남에서 가장 큰 도시이고 예전에는 이름이 사이공이었어요. 잠깐 동안 베트남의 수도인 적도 있어요. 지금 베트남의 수도는 하노이죠? 네, 하노이는 과거에 1000년 동안 베트남의 수도였어요. 1000년이나요? 하노이는 역사가 깊은 도시일 것 같아요. 하이. 지훈 씨는 고향이 어디예요? 경기도 이천이에요. 서울 근처에 있는 도시예요. 네. 경기도면 서울에서도 가까울 것 같아요. 이천은 도자기가 유명하죠? 네, 도자기를 만드는 가마가 300개나 있는 곳이에요. 우와, 도자기는 높은 온도에서 구워야 하죠. 도시에 가마가 그렇게 많으면 이천의 온도가 좀 높을 것 같아요. 1450도씨로 구워야 하는 도자기도 있어요. 하지만 이것 때문에 기온이 올라가지는 않아요. 1450도씨나요? 정말 뜨겁겠네요. số 2. Hãy nghe và trả lời. Nghe lại này, nghe lại được chọn đáp án đúng và điền đáp án đúng như vậy này. À, Trang Trang Sĩ. Nè. 3. Nâng cao. Số 1. Hãy nghe và điền vào chỗ trống. 1. 하 씨는 고향이 베트남 어디예요? 제 고향은 호치민이에요. 그래? 호치민이요. 호치민이에요. 호치민이에요. 호치민은 베트남의 어느 쪽에 있죠? 호치민은 호치민. 네. 호치민은 베트남의 어느 쪽에 있지요?
베트남의 남쪽에 있어요. 남쪽에 남쪽 남쪽에 있어요. 베트남에서 가장 큰 도시이고 예전에는 이름이 사이공이었어요. 사이공 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 잠깐 동안 베트남의 수도인 적도 있어요. 나 từng là thủ đô, một thời đã từng là thủ đô của Việt Nam. 지금 베트남의 수도는 하노이죠? 네. 하노이는 과거에 천년 동안 베트남의 수도였어요. 전요? 천년이나요? 네, 천년 동안. 전요? 아, 천년 동안 살아 네, 천년 뒤. 천년이나? 아, 이나요? 하노이는 역사가 깊은 도시일 것 같아요. 역사가 깊은, 아, 깊은 도시일 것, 것 같아요. 같아요. 오케이, 잘했어. 다음 theo 누구야? 아, Vân Sĩ. 이번. 하이. 지은 씨는 고향이 어디예요? 지은 고향은 어디네? 경기도 이천이에요. 서울 근처에 있는 도시예요. 아, 네. 어디래? 반도냐? 경기도 이천이에요. 반도 반은 어디야? 타오나? 타오씨? Thảo đâu? Thảo ở đây không nhỉ? Thảo không có à? Nè, nè. Rồi, ok. Tiếp nghe tiếp này. Nè. Nghĩ đâu nhỉ? Sau đây sao tôi? Sao tôi có thể nhớ? Tí. Nào, trời ơi. À, cao à, em đang bật một tí. Tâm nào tâm si thế thì gọi bạn khác được không ạ? Em đang hơi bận tí. Ok, tâm si. 이천은 도자기가 유명하죠? 이천이 도자기 뭐 이름 좀 해. 이천 기나? 네, 도자기를 만드는 가마가 300개나 있는 곳이에요. 이래. 300개나, 아, 300개나. 아, 300개나. 아, 그 nghĩa là gì? Kama là cái lò đúng không? Cái lò làm ra đồ 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 gì? Đồ đồ gốm. Đồ gốm đây thì có tận đấy. Đồ gốm thì nung ở nhiệt độ khoảng 300. Đâu, đây có tận 300 cái nữa. Là nơi có tận 300 cái lò nung đồ đồ gốm. Wow. 도자기는 높은 온도에서 구워야 하죠. 도 gốm có phải là nướng ở nhiệt độ cao đúng không? 도시에 가마가 그렇게 많으면 이천의 온도가 좀 높을 것 같아요. 이래? 이천의 이천의 온도가 좀 높은 것 같아요. 아, 좀 높은. 좀 cả thầy ô, là bạn nếu mà nhiều cái lò lung ở thành phố như vậy thì chắc là Ethan có nhiệt độ hơi hơi cao nhỉ, à, có vẻ là hơi cao. 1450도씨로 구워야 하는 도자기도 있어요.
Nó bảo là cũng có cả đồ sứ và được nướng ở tận 1450 độ C. 하지만 이것 때문에 기온이 올라가지는 않아요. À, nhưng vì điều này thì cũng không gì, à, nhiệt độ là không tăng lên đâu. 1450 도시나요? 1450 도나요? 정말 도나요? 도나요? 아, 맞다. 1450 độ. Chắc là sẽ nóng lắm nhỉ. Rồi, ok. Tiếp theo, Linh Hoàng nào. Linh Hoàng nghe thầy đặt cuối nào. Linh Hoàng Xi, còn kim này không? Xin mời. Số 2, hãy nghe và trả lời câu hỏi. Linh Đế Sư Nê, Phúc Chí Minh Nê. Hà bạn đã bạn đã đi đâu? Mình cho Hồ Chí Minh, bạn đã đi Hồ Chí Minh chưa? Đã đi Hồ Chí Minh chưa? Được. 작년에 일주일쯤 호치민으로 출장을 갔어요. Ở kỳ nghỉ năm ngoái đã đi rồi. Rồi đi đến Hồ Chí Minh trong vòng một tuần đúng không? Ilchin, Đồng An. 재미있는 도시였어요. À, 재미있는 도시였어요. Nó đã là một thành phố gì? Thú vị. 재미있는 là một thành phố thú vị. Vậy hả? Vậy à. 저는 어렸을 때 10년 동안 호치민에 살았어요. Tôi ở bé thì tôi đã sống 10 năm ở đấy. Tôi đã từng sống 10 năm ở đấy. À, ở Hồ Chí Minh. 10년이나요? Tận gì? 10 năm cơ á. 저도 거기에서 살아보고 싶어요. Tôi muốn sống ở gần đó. À, tôi muốn sống thử ở đó. Sống thử ở đó. 시민은 베트남의 현재와 과거를 모두 볼 수 있는 역사적이고 아름다운 도시예요. Là một thành phố gì? Có lịch sử văn hóa. À, có một lịch sử văn hóa đẹp mà nhìn thấy được gì? Nhìn thấy được cả quá khứ và hiện tại của Việt Nam đấy, đúng không? 현재와 과거를 볼 수 있는 그 역사가 예쁜 도시였어요. 민재 씨가 이렇게 호치민을 좋아하시니까 저도 기분 좋네요. 네, 민재야, 감사합니다. 민재야, 아, 네요, vui. Không, thấy Minh Tre thích thích Hồ Chí Minh như vậy nên là tôi tâm trạng cũng vui. 다음에 기회가 되면 단체 여행을 가도 좋을 것 같아요. Sau này làm sao? 기회가 되면, nếu mà có cơ hội thì nếu có hội đặc sắc thành xe gió hen có nghĩa đi theo thì đi theo đoàn thì hen là đi theo du lịch đoàn đấy đúng không thì có vẻ là tốt. 네, 희연 씨가 안내해 주시면 더 재밌을 것 같아요. 아, 희연, 아, 희연 맞지? 안내해 주시면 더 좋겠습니다. 더 재밌을 것 같아요. 더 희연 mà hướng dẫn con thì còn thú vị hơn cơ. Phát âm. Rồi vậy là chọn mấy cái không phải là lý do mà Minh Che thích là gì? Hồ Chí Minh thì do sân sau khi khi ra mới nè. À vì đã sống ở đã từng sống ở Hồ Chí Minh à thì đâu mà thấy không? Giáo sư học kinh thủ sĩ cô ở rừng học khi thành muốn đi ở thành muốn nè có nghĩa là vì làm thành phố gì có lịch sử và đẹp và đẹp và thấy không? Mà chạy mà chạy nhưng hiện giờ quá quá khứ rồi một số thứ gì khi ra mới nè vì có thể tìm được tất cả hiện tại và quá khứ. 그럼 정답 뭐예요? A B C is A A A 어 A 예요. Ờ, 들을 내용과 맞는 것을 고르세요. Hãy chọn những cái giống với nội dung nghe này. 민재 씨는 호시민에서 살고 싶어합니다. 민재 muốn đi 호시민. 아, 이거 맞아요. 맞아요. 민재 씨의 가족들 호지민에 살고 있습니다. 틀려요. 틀려요. 어렸는데 살았어요. 아, 민재 씨는 다음에 단체 여행을 가면 호지민을 안내할 것입니다. 아, lần sau Minh Che mà đi du lịch theo kiểu đoàn đến thì có thể hướng dẫn Hồ Chí Minh cho. À, vậy chẳng đáp mới ạ. B ạ. À quên, A ạ. A ạ. Ok. À, vậy 13과 끝났습니다. 우리 14과 넘어가 보세요. 아, chúng ta sang bài số
14 qua kế hoạch à đó, kế hoạch đúng không? Kế hoạch nào ở vị đề lục quý á à lượng sĩ in có bố sẽ ở vị đề in có chữ sẽ lượng sĩ lượng sĩ đi sao đi sao à ye ở vị đề in có bố sẽ ạ nào đọc cùng với thầy nào chín họ chín hắc dù hắc dù hắc ở hắc giòn su te hắc quân giòn phu cha đòn hô sa a la ô sa u sa mi dông sa Anaunso miyong sa cha chu bu chu bu tiếp giò heng sa hang công sa tin mun sa bang sông cúc đồ keo rồi chun tam sa mu ốc huê sa còn song huy sa còn song huy sa kê hoắc tu cha bu cái gì cha môn huê sa cha bu rồi cha môn huê sa công sa công sa tam ấp tam chi à tam ấp tam chi tam lớp hấp lớp huê sa tam lớp huê sa huê cúc thu cha huê sa về quốc tâm chắc xa rồi hấp chắc xa hấp chắc xa hấp chắc xa tiếp nào à đây Diệp đi đọc từ mới cuối bài thầy nè nè nào liên có bao nhiêu hòa mốc hòa mốc hoàng quang chi hoàng quang chi khu su kỳ khu su kỳ kỳ tha hả cung cung khư tà kinh tà kinh tà nè ro ca tà tà no ô tà tè sang rồi tùng an tùng an từng rút cơm nó cơm bò so bồng sa bồng sa hoa tông sang còn chê từng chi ủ su sang ủn trông trang ưng uôn in ki sang y si in si ip hắc cha rư ta chô rốc chuê yu su sang chuê u su sang chuy chích hư ki hắc ki rồi ok. Từ mở ở bên ngữ pháp 1, 2, 3 cái ngữ pháp thôi đúng không? 3 cái ngữ pháp nào, cố lên. À, bài 14. Bài 14 chúng ta sẽ có một cái cấu trúc động từ ân nân đúng không? Động từ ân nân chi là cộng với một thời gian rồi cộng với tuê tà. Cái đấy nghĩa là gì? Làm cái gì đó được bao lâu? Làm gì đó được bao lâu nhé? Ân nân chi cộng với thời gian cộng với tuê tà. Đó, làm gì được bao lâu? Thì chúng ta có cách dùng là động từ có bắt chim thì ân chi, còn không bắt chim thì niên chi. Đó. Đấy, cấu trúc này đơn giản thôi. Làm gì đó được bao lâu? Hình như ở bài trước chúng ta có sử dụng cái này ở trong cái bài hội thoại ở đấy, bài hội thoại 1-2 gì đấy. Làm gì đó được bao lâu?
Nào, câu 1 nè. Tôi đã tốt nghiệp đại học được 2 năm rồi, đúng không? Chúng ta là tôi đã tốt nghiệp trước này. Là gì? Tốt nghiệp đại học. Đại học là gì? Thầy hắc kyo, đúng không? Đơn, đấy. Chô đốc ha tà. Thì bây giờ có bắt chi, à, không bắt chi thì cho niên xuống, cách ra chi. Đó, cách ra 2 năm, tí nhon, đấy. Sau được, tuê tà, thành, à, chia thành thuê sở yô, đấy. À, thầy hắc kyo đưa, chô đốc ha chi, tí nhon thuê sở yô. Đó, đó. Thế vậy đấy, tốt nghiệp được 2 năm. Tiếp theo anh phía duyên là duyên. Tôi đã kết hôn với chồng tôi được 5 năm rồi. Cho nên tôi đã kết hôn với chồng tôi, à, kết hôn với chồng, chồng là gì? Làm chồng với chồng với là qua, đúng không? Qua. Kết hôn là gì? Còn hôn. Chờ đôn. À, tí. Được 5 năm, han chi, gặp là han chi, đúng không? 5 năm. Đã sớt, nhon. Ô nhon, không phải thả sớt đúng nhé. Ô nhon. Nhon. À, được là gì? Thế sớt. À, thế sớt. Ô nhon thế sớt. Đôn han chi, ô nhon thế sớt. À, tiếp là trang trang chi. Tôi sống ở Hàn Quốc được 10 năm rồi. Hát kêu ế sớt. Đâu Hàn Quốc mà Hàn Quốc để to. À ừ, em nhầm Hàn Quốc để to. À. À San Chi. À sai tà đến giờ biến thành San Chi đúng không? San Chi. Xin nhầm. À xin nhầm. Tuyệt rồi. À tuyệt rồi, xin nhầm tuyệt rồi, đúng không? Tiếp Vân nói được chưa nào? À tôi học tiếng Hàn ở trung tâm này được 2 tháng rồi. Trung tâm. À, Vân Sĩ. Nè. Ở trung tâm này trước, tôi học tiếng Hàn ở trung tâm này, ở trung tâm này trước, đúng không? Y Hắc Quân. Y Hắc Quân để cho. Quân E. À, tiếng Hàn. Hàn. Rừng công. Công buôn. Công buôn. Hàn. Chi. Thì hai khai tháng thì kê quân nhá. Tiếp nào. Thảo nói được chưa? Tôi đã làm việc ở công ty này được 3 năm rồi. Hàn Quốc Huê Sa E Huy sa ế cho. À, Hàn Quốc. Huy sa ế cho. In chi. Sam nhon. Đâu, à, đã làm việc. Làm việc là gì? Chứ gì là in chi rồi? Ăn. In. Y ra tà, đúng không? Y ra tà, nếu bắt đầu mới là y ra. Y ra chi này, chi. Y ra chi. Sam nhon. À, sam nhon. À, tuyệt sơ yếu. À, tuyệt sơ yếu. Tiếp. Tâm si. Tôi đã mua cái máy laptop này ở trung tâm thương mại được 2 ngày. Nào, ở trong thương mại. Thế hoa cho mẹ sao? Rồi, hoa cho mẹ có cái laptop này. Notebook ấn. San chi. Notebook. Notebook ấn. San chi. San chi. Y in thế sao? Chúng ta có y thư thế sao không? Đúng không? Ý tức là 2 ngày hoặc là ý in cũng được, nhưng mà bình thường hay ý tư đúng không? Tiếp này, à, ai nhỏ, mi, à, từ lúc trở về nhà tôi đã ngủ được 2 tiếng đồng hồ rồi. À, từ lúc trở về nhà. Chịp ơ, thân lo luôn. À, chú đó, ôn tê phù thọ. Từ lúc trở về nhà thì tôi bị ngủ được 2 tiếng rồi. À, chăn chi. Đúng si can. Si can. Trời ơi. Ok. Lượng si. À, anh ấy đã thì rời khỏi đây được 1 tiếng đồng hồ rồi. Nam cha. Cừ nam cha. Cừ nam cha. Cừ nam cha. Rời đây. À, rời khỏi đây. Rời từ đây đấy. Ở đây là gì? Thì họ ký. Rồi khỏi
to na ta thì to na ban lam chi một tiếng han han si can thế sao han si can thế sao tiếp Linh Hoàng Si à, từ sáng đến giờ chúng tôi đã cùng nhau học hành được 3 tiếng rồi. À chim bồ thò chỉ cơm cá chi. Uri nên cắt chi. Họp hành à? Hội. À họp hành ở. Tây Han chi. Thế khi si can tới à? Được rồi. Rồi ok tiếp. À, Diệp tôi đã đi du lịch Hàn Quốc được đi du học Hàn Quốc được 10 năm rồi. Hàn Quốc về sau du học Hàn chi rồi học Hàn chi ship nhon để sao à chung ta có từ khoảng đúng không, khoảng cho chung mà à thì đó xin nhân dân thì phải không? Đấy, cấu trúc là làm gì đó được bao lâu, đúng không? Sang cấu trúc thứ hai chúng ta sẽ có gì đấy? À, động từ ân nhân huê, đúng không? Còn đối với danh từ thì là danh từ huê chúng ta dịch là sau khi sau, đúng không? Sau khi sau nhá. Thì chúng ta ở trước chúng ta học một cái cấu trúc là khi trở nên là trước khi rồi. Thì chúng ta hồi tưởng lại cái cấu trúc ngày xưa thì chúng ta biết được là cấu trúc khi trở nên là trước đây, đúng không? Nó sẽ đối nghĩa với cấu trúc là huê nhá, sau khi và trước khi đấy. À, sau khi trước khi chúng ta phải nhớ những cấu trúc gọi là đối nghĩa với nhau, đúng không? À, thần đem ma thần đem muốn bỏ nhá. Đưa ra cấu trúc này phải nhớ đến cấu trúc khác thì chúng ta mới nhớ được lâu nhá. Huê thì nó đối nghĩa là khi trở nên đó. Rồi đấy, đây chúng ta có ví dụ này. Thì à, động từ chúng ta chỉ cần là ân nên, động từ ân nên huê, còn danh từ thì chúng ta cộng với huê luôn là được, đúng không? Nào dịch câu này, à, sau khi tan học tôi đã trở về nhà. À, Duyên là Duyên dịch câu này cho thầy. Sau khi tan học tôi đã trở về nhà. Duyên đâu nhỉ? Duyên xin. Tiết học kết thúc đây, tan học là kết thúc. Suopi kinh na ta thì chúng ta sẽ không bắt không bắt chim thì ta sẽ nè đi xuống dưới rồi cộng với hú quê đúng không? Suopi kinh nan quê rồi tôi trở về nhà. À chip về. À khát sao? Ok. Vân Si. Sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã xin vào công ty Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học. Vân đâu? Vân Si có ghi này không? Học Simeon Thảo Si. Nè. Sau khi tốt nghiệp đại học đã xin vào. Thế học kiểu rồi. Tốt nghiệp. Trung học. Số rốt hà tà, đúng không? Số rốt hà tà thì chia như nào? Số rốt hàn. Hàn. Huê. Rồi xin vào công ty Hàn Quốc. Hàn Quốc. Huê. Huê xa. Ê cho. Huê xa ê. Tôi xin vào, chúng ta dùng là ê, đúng không? Xin việc là gì? Suy tích. Đấy, hết quyển 2 rồi mà lấy ví dụ vẫn đang chậm thế này. Tại này hơi bị phân tâm đấy. Tâm Si, à, sau khi ăn tối xong tôi à, thì tôi định đi chơi với bạn bè. Sau khi ăn tối xong là gì? Tâm Si, tâm đâu nhỉ? Nó mình như ngủ quên hết với nhau sao? Mình gọi mãi chả thấy đâu. Tâm Si, học Simeon, Mi Si. Nè. Sau khi ăn tối xong tôi định đi chơi với bạn bè. Cho nhóc một cân. Cho nhóc. Một cân. À một cân. Huế. Chuyên qua cả chi. À chi.
놀러 가려고 해요. 아, 놀러 가려고 해요. 오케이, 잘했어. 아, 루앙 씨. Sau khi về nhà, tôi đã chuẩn bị bữa tối. Chị bé. À, ô tà, tôi dùng ô tà thì là gì? Ôn. Ôn huê. À, ôn huê, sau rồi chuẩn bị bữa tối. Cho nhất ưng. Chuẩn bị mà. Chuẩn bị. Hết rồi. Ưng xích gì nữa? Chúng ta đã có từ trò nhóc là bữa tối rồi. Giờ chỉ cần là đã chuẩn bị bữa tối thì chỉ là chuẩn bị thôi. Chuẩn bị hạt bạc. Chuẩn bị hết rồi. Mong. Tiếp nào, Linh Hoàng. Sau 5 năm nữa thì tôi sẽ kết hôn với anh ấy. Linh Hoàng gì? Ô nhân huê. Cứ nam chào á. Kia hôn ha kết rồi. Hai còi yêu. Tiếp nào. Diệp Si. Tôi bắt đầu làm việc sau thời gian xưa. Chim thời gian xưa chồng sim chồng sim si can huê si can huê y y rin à y rin y rin si chắc heo soil heo heo tiếp là duyên. Sau kỳ thi tôi dự định sẽ về quê gặp bố mẹ. Si hôn quê. Rồi. Hồ môn ni mân. À, phải về quê trước. À, về quê, à, bu môn ni cũng được. Bu môn ni mân. Mà nà đó. Rồi tiếp về quê. Quê là chỗ hàng. À, chỗ hàng ấy. Cá. Cá sò. Cá đỏ cố. À, hèo. Dự định sẽ mà. Đúng không? Ok, Trang Trang Si. Sau chuyến công tác, tôi dự định sẽ nghỉ ngơi ở nhà một tuần. Chuyến công tác? Trang Huê. Nghỉ ngơi ở nhà một tuần. Yên chú yên. Thông an. Yên chú yên. Thông an. Chịp ế sò. Chịp ế sò. Chị rò cô hẻo. Chị rò cô hẻo. Ok. Tiếp. Vân si. Vân nói được chưa? Chưa nói được. Thảo si. Nế. Sau những ngày vất vả, tôi dự định đi du lịch châu Âu. Ngày vất vả. Bị con han in. Chúng ta có gửi him tư. Him tư. Na. Ngày vất him vả. Him tư na. Quê. Him tư na quê. Sau những ngày vất vả, dự định du lịch châu Âu. Châu Âu là gì? Europe. Du lịch là gì? Giò heng gì? Cá khò hiểu. Cá đỏ cô hiểu. Cá đỏ cô hiểu. Rồi, tiếp tâm. Tâm đâu? Tâm có đấy chưa? Nè. Sau kết gì đấy? Sau khi kết hôn xong, tôi dự định nghỉ công ty để làm việc nhà và chăm sóc gia đình. Chào đón. Chào đón Huế. Huế. Nghỉ công ty. Huế sạp. Cứ. Chúng ta có cứ ban tu tà đấy. Cứ ban thủ cố. Nghỉ công ty rồi. Chịp ế xó. Chịp ế xó. Chịp ăn. Chịp ăn ý rứ. Học cô, khá chốc ứng. À, khá chốc ứng.
chăm sóc. Tôi thôn vô ta. Thôn vô. Thôn vô rau cố. Hiểu. Hiểu. Cấu trúc tiếp theo này, chúng ta có động từ cộng với khí đô ha tà thể hiện là gì? Tự quyết định, quyết định làm gì đó, quyết tâm làm gì đó hoặc hứa hẹn đã làm gì đấy, đúng không? Chúng ta sẽ có tùy bối cảnh các dịch nào cho nó hợp nhé. Quyết định làm gì đấy hoặc là tôi đã hứa làm gì đấy hoặc tôi đã quyết tâm làm gì đấy, tôi thể hiện gì? Quyết định, quyết tâm nhé. Nó cũng như là từ mới thôi, đúng không? Cả con từ tức là gọi là khẩn tăng. Nào, mình sẽ từ cái câu 1 này. Nào, tôi đã hứa hôm nay đi xem phim cùng người yêu rồi. Một cuối á. À, lúc đấy là tâm rồi, giờ đến mi là mi. Tôi đã hứa hôm nay đi xem phim cùng người yêu rồi. Là đi xem phim cùng người yêu trước nè. Ồn nên ế in qua cắt chi dòng hoa rừng dòng hoa rừng bộ kỳ rô hết rồi. Ok, bộ kỳ rô hết rồi. Tôi đã hứa là xem phim cùng người yêu tôi rồi, đúng không? Tiếp. Lượng, tôi đã quyết định đi du lịch đến Hàn Quốc vào kỳ nghỉ lần này. Kỳ nghỉ lần này là gì? Tiếp thì đến Hàn Quốc, du lịch đến Hàn Quốc. Giờ heo. Hàn Quốc trước, Hàn Quốc thủ đô. Hàn Quốc thủ đô. Giờ heo ngân. Giờ heo ngân. Định ca. Ca thì đô hết sao. À hết rồi. Đó. Tiếp, Linh Hoàng Chi. Tôi quyết tâm từ hôm nay sẽ học tiếng Hàn chăm chỉ hơn. 오늘부터 한국어를 열심히 열심히 공부하기로 했어요. 아, 하기로 했어요. Tiếp nào. Tôi đã hứa cuối tuần này đi ăn ngoài cùng với gia đình tôi. Ai nhỉ Diệp? Nè. 이번 주말에 가족과 같이 먹 ăn ăn ngoài về xích ấy, từ về xích ấy nhớ không? Về xích hai ký số về xích hai bài hết rồi. Hết rồi là đi ăn ngoài đấy, đúng không? Tiếp nào. Duyên, tôi đã quyết định năm sau sẽ đi du học Mỹ. Nè nhỏ nè. Mỹ Quốc đô. Du học. Du học. Kha Kiro hết rồi. Hết rồi. Trang Trang Chi. Tôi đã quyết định mua cái TV này để tặng cho bố mẹ. 부모님께 선물 드리고 먹고 이 텔레비전 리턴은 사기로 했어요. 네, 오케이, 됐어. 번씨 거기 있나요? 네. Tôi đã hứa ngày mai sẽ cùng đi dã ngoại với các bạn trong lớp rồi. Tôi đã hứa ngày mai đi dã ngoại với bạn trong lớp trước. Dã ngoại. Tôi sẽ đi dã ngoại cùng với các bạn trong lớp trước. Nào, các bạn trong lớp là gì? Ban chinh cu là bạn lớp.
qua 같이 너 sau rồi đi đi dã ngoại là gì? 소풍을 가다 đúng không? Thì chia ra 소풍을 가기 à 가기로 했어 à 했어요 đúng không? Tiếp theo ai nhở Thảo Si, tôi quyết định sau khi tốt nghiệp tôi sẽ xin vào công ty thương mại làm việc. Nè, chung lớp. Sau khi tốt nghiệp. Chung lớp han. Lớp han. Han Huế. Huế. Xin vào công ty thương mại. Thương mại công ty thương mại là gì? Mu York Huế Sa. Mu York Huế Sa. E. E. Chi. Tích. Chi tích. Để có. In ha ta. In ha ki. In han ki ro. Thế sao? Thấy không? Tâm si tôi quyết định đầu tư 10 tỷ đồng vào công ty sản xuất điện thoại. Hotel phone. Hotel phone. Sang san. Hotel sae. Hotel sae. 10 tỷ đồng. 10 tỷ là bao? 10 tỷ là như nào? Thẹp óc, ship óc 1 tỷ, thẹp óc là 10 tỷ. Tông ngư, ship óc, tông ngư, đầu tư. Tu cha ha ki ro. Hết rồi, ok. Tiếp, mi si. Tôi quyết định năm sau sẽ xây cho bố mẹ một ngôi nhà to ở quê. Nè nhon e. Nè nhon e. Cô hát dễ sơ. Bố mô nìm, bố mô nìm, kê, đúng không? Sau rồi cô giang e to. Xây căn nhà to. Cân chỉ phân. Xây là gì? Chỉ tà đấy. Chỉ tà thì cộng với chi o. Chu tà. Chi o chu tà là xây cho, đúng không? À, chu thì. Chi đô. Chi đô hết rồi. À, hết rồi là được. Okay. À, chỉ do chú ký đô hết rồi đó. Còn mi là năm nay là lớp 11 hay lớp 12 nhỉ? Em lớp 11 ạ. 2K6 à? Dạ vâng. Diệp cũng thế à? Vâng ạ. Tưởng là hai đứa đang lớp 12 cơ. Tại vì hai đứa có nhớ là Linh với Bình ở lớp mình không? Có ạ. Chúng nó học xong cái quyển 3 rồi nên chúng nó đang muốn là ôn thi học. Tưởng là hai đứa ấy thì lại cho vào nhóm học học cuối tuần về làm đề. Làm đề ôn thi đại học. Rồi ok nha. Thế thì hai đứa vẫn còn năm nữa thì cứ từ từ mà học, 2 năm nữa. Rồi ok nhá. Đấy, hôm nay mình học đến đây nhá. Về nhà làm bài tập với thầy, học từ vựng mới làm bài tập nhá. Rồi sau học tiếp. Rồi, 오늘 수업 여기까지 마치겠습니다. 수고했습니다.